quan thẻ số 1 với tên gọi Đông Phương Thanh Đế. Sau khi Đức Thầy Ngài đã tháo bùa yếm trên núi nước về, đến năm 1851, Ngài mới sai Đức Cố Quản Trần Văn Thành đi cắm 4 ông thẻ ở 4 góc để phá bùa trấn yếm. Quan thẻ số 2, Bắc Phương Hắc Đế. Quan thẻ số 2 này sau khi Đức Cố Quản cắm xong thì không ai biết nằm ở đâu cả. Quan thẻ số 3, Tây Phương Bạch Đế. Quan thẻ số 3 đã được Đức Phật Thầy Tây An sai Đức Cố Quản Trần Văn Thành cắm xong vào năm 1851. Quan thẻ số 4, Nam Phương Xích Đế. Trong 4 ông thẻ thì ông thẻ số 4 này là một ông thẻ bí ẩn và cũng ít người biết tới. Và quan thẻ số 5, Trung Ương Quỳnh Đế. Ngoài 4 quan thẻ ở xung quanh thì còn một quan thẻ ở trung tâm gọi là Trung Ương Quỳnh Đế. Tương truyền rằng là ở trên Thiên Cẩm Sơn này, thế nhưng vẫn chưa xác định được vị trí rõ ràng. Kính mời quý ông bà cô bác cùng tìm hiểu về nguồn gốc vị trí địa lý của quan thẻ trong ký sự hành hương về quan thẻ. Điểm đến tiếp theo của chúng con là dinh quan thẻ số 4, còn gọi là Nam Phương Xích Đế, ngụ tại xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Và hiện tại là đoàn của chúng con đã đến nơi ông thẻ số 4, còn gọi là Nam Phương Xích Đế, thuộc Vĩnh Điều, nay là Vĩnh Phú, Giang Thành, Kiên Giang. Trong 4 ông thẻ thì ông thẻ số 4 này là một ông thẻ bí ẩn và cũng ít người biết tới. Trong các sách sử của Bửu Sơn Kỳ Hương thì cũng rất ít đề cập tới quan thẻ số 4 này. Và theo tài liệu Thất Sơn Màu Nhiệm của tác giả Dật Sĩ và Nguyễn Văn Hầu, ông thẻ số 4 cũng không có địa chỉ cụ thể rõ ràng mà chỉ nằm ở một rừng tràm gần ở bãi biển Hà Tiên mà thôi. Trong 4 quan thẻ thì có 2 ông ẩn, 2 ông hiện lộ thiên. Một trong 2 quan thẻ ẩn đó là quan thẻ số 4. Đây là quan thẻ được phát hiện trễ nhất trong 4 quan thẻ và quá trình thành lập nơi thờ tự được khang trang như hiện nay cũng vô cùng cam ro và trắc trở. Mãi đến những năm 90 thì có một vài chú bác đồng đạo đi kiếm thuốc ở tại vùng biển Hà Tiên. Trong những lần đi kiếm thuốc ấy, các chú bác đã nằm mộng và gặp chư thần mách bảo là đến nơi một vùng đất đó để tìm hiểu lại những dấu tích của Đức Cố Quản Trần Văn Thành ngày trước. Nằm mộng thấy chư thần mách bảo cả 3 đêm liên tục thì các chú mới quyết định làm theo lời chỉ bảo ấy. Từ nơi Châu Đốc đi vào phía Hà Tiên và rẽ qua kênh T4. Kênh T4 đi thẳng vào sâu bên trong, nơi đây còn khá là hoang sơ và rừng cây thì thưa thớt, chỉ có người dân đến để khai hoang làm ruộng mà thôi. Giữa một cánh đồng bao la, các chú bắt gặp một bác nông dân đang lái máy cày dặm đất. Thì khi ấy các chú đã đến và thuật lại điềm mộng mà các chư thần mách bảo cho bác nông dân ấy. Khi bác nông dân nghe xong cảm thấy hơi ngờ ngợi và thuật lại thế này: tôi là người ở Thoại Sơn, vô đây để làm nông. Tôi từng lái máy cày qua rất nhiều thửa ruộng ở gần đây, nhưng có một chỗ rất lạ, đó là một gò đất cao mà mỗi khi tôi lái máy cày tới thì máy cày đều bị chết máy. Sau đó thì bác nông dân mới dẫn các chú bác đồng đạo đến gò đất đó. Có một điều đặc biệt là đất mới khai hoang còn rất nhiều phèn, thường có màu đỏ và đen, nhưng gò đất ấy thì có màu trắng xóa.
Chưa biết nơi đây có phải là ông thẻ số 4 hay không, nhưng trước điều bí ẩn và nhiệm màu ấy thì các chú đã quyết định lập một mái lá nhỏ để thờ tự và xem nơi đây là ông thẻ số 4. Quan thẻ số 4 ở dòng cát Vĩnh Điều khi xưa thuộc tỉnh Lụy Châu Đốc, nay Châu Đốc địa vị tỉnh không còn, giờ là một thành phố của tỉnh An Giang, còn Vĩnh Điều thì di dời thủ tục hành chánh về tỉnh Kiên Giang. Nay tụi con có dịp đến đây để mà cúng viếng quan thẻ, thì ông có thể cho con biết thêm một vài thông tin. Thì con không biết là tại sao mà người ta lại phát hiện ra quan thẻ số 4 ở đây. Dạ, ông có thể chia sẻ cho con về cái phần đó. Dạ. Năm 97, tháng 5 năm 97, thì ông thầy Tấn Bình Thủy, ông là thầy thuốc, tôi anh em thì chợ dược, rồi ông ngủ ông thấy chư thần dẫn đi mà anh em không ai biết nơi này, rồi kêu đi đường 8.000 đi vô rồi về đất Kiên Giang, rồi đi vô đó gặp những cây cổ thụ. Mà nhưng cho ngủ thấy cái quan cảnh ở đây là có cây cổ thụ, trên đó là có gò, chỗ đó là nơi chỗ đó là không có cây cối gì mọc, cỏ rác thì cũng không mọc, nó chỉ có một khoảng trống ở ngay trên cột cứng bây giờ đó, là chừng 3-4 tầm vuông là không có cây, còn xung quanh này là đế lúc đầu hết. Thì 11 người đi, 11 người cho thấy rằng là đi dọc đường sẽ gặp một người nữa. Một người nữa nhưng là người đó không phải là đạo Bốn Sơn Thừa Hương, mà cũng không phải là Hòa Hảo, người đó bên Thiền Lâm. Đó, người đó ta chỉ đường cho đi. Gặp quý nhân đó là ông trưởng ban, là ông Cạnh Hiền bây giờ đó. Đó. Đó, thì ông mới nói tôi cài đất, tôi mở ruộng thôi chứ tôi không biết gì. Nhưng gò cao là chỉ biết có 3 cái gò, một cây lớn, một cây nhỏ, Dòng An. Cái chú mà đi tìm mà không được thì thôi, đừng đi tìm nữa. Nó từ đó đó rồi anh em mới đi lên tới đây. Lên tới đây thì tìm đó, thì bên một cây nhỏ, nhà ông đó, đồng thấm tăng. Gặp ổng về, ổng mời vô nhà ổng nước sâu dòm trên nóc nhà, ổng có thanh kiếm thờ đó đó. Mới hỏi chứ ông thanh kiếm này đâu ổng có à. Ổng mới nói tôi bồng dạng mình được thay lớn tôi đào được. Nói thôi để cho mấy cháu đi chú ơi. Ổng nói người ta hỏi nhiều lần lắm mà tôi không để, thôi tôi thấy mấy chú có duyên á, thôi tôi đưa cho tặng mấy chú làm kỷ niệm. Thì mới ông mới chỉ đi qua đây, bên này cái gò cao mà. Thì qua đây cúng thì anh em cũng không biết gì, thì ra cúng giấy nguyện xin keo thôi. Rồi trong đó lúc đó là kêu phải đem cái ly hương theo, nhang đèn khai hộp đó, rồi khi tới đó rồi phải để cái ly hương lại cho bà con cúng bái. Nó thì để lại đó thì ngày 25 tháng 5 năm 97, chứ cũng chưa có cách gì hết nên cái sao về cái ngủ thấy cái bà già đó bắt kêu lên về cất thờ, nó không được vợ lính không à, anh em không có dám đâu, ở nó không đi đi. Có hai người đó ta ủng hộ, thì thấy hai người bộ đội, ta nói đó lên đi hỏi là ta cho, thì mới nhờ ông trưởng ban này là kết nghĩa với ông trung trưởng này mà. Lên hỏi ông bằng cái miễu thờ ông ta
ông bà, ông bà rồi anh em mừng ruộng chứ cũng không dám nói ông thẻ luôn. Thì anh trùng trưởng anh hỏi mấy chú cất đâu, thì anh em cũng đâu dám chỉ đây đâu, nói anh cho cất đâu cất đó. Ông ngồi những niệm hồi, ông mới thấy bệnh rồi đục xây lớn mà nó cao im lắm. Mà mấy chú hỏi chủ đất người ta đi, người ta cho thì chú cất bên đó tôi thấy im đó. Nó sau ngay căn cái chỗ của mình là một cái nó thấy nó lạ lạ của mình. Nó rồi mới 26 tháng 8 năm 97 mới dựng cái miễu thờ đầu tiên lên. Thì bà con ta đâu đâu ta đi ra gai ra ngoài giết lên làng đó. Dở rồi sao bà con ta che cu su gì nó cũng dở đốt, chỉ còn ly hương cũng khi đập bỏ luôn không biết nhiêu lần. Thì ông Hiền nè, ông bắt đầu ông xin phép từ ngày đó cho tới 2016, năm nào cũng đi mấy lần nữa mà không được. Có cậy ông chú Quân Khải không, người càng ở sắp cậy đi xin thần Khải làm thủ tướng mà không được. Thì thử ra rồi đó mới ấy, rồi cái 2005 có thằng em này Trần Văn Hòa ở ngoài Voi, bây giờ nó làm bên hội chữ thập đỏ, nó ngủ nó thấy nằm trên bao kêu nó vô đây, nó làm được cái tượng gỗ đó là ngoài nhà đó. Tượng gỗ có hình con trâu mà cái đó của thầy em đó. Rồi tới xây dựng này đó là em nó mới đem. Vậy là đã xây dựng là từ năm 2016. Tháng 8 2016 bắt đầu đổ lộ vô. Rồi tới tháng 10 mới làm cái nền này, tháng 11 mới dựng, 16 tháng 11 dựng cái nền. Ông có thường ở trong dinh này không vậy? Tôi thường trực đây. Dạ. Nghĩa là thường trực ở nơi dinh quan thẻ số 4 này, thì ông có bắt gặp một cái chuyện gì mà nó kiểu gọi là hơi linh thiêng, quyền bí một tí nào không? Đó là không thể nói được. Nó đó khó lắm. Dạ. Nhưng mà thật sự là ông có gặp đúng không ạ? Thì đặc biệt dụ có cái gì đó mà cũng như ông Trần Hiền này, ông là người làm ruộng mà sao ông đeo đuổi theo đây là 19 năm ông sinh hoài. Dạ. Cậu ông cậu cha gì đi bằng mà không có lợi ích gì, nó cũng thâm thẳm chiều trôi vậy mà. À, nhưng nó có cái gì đó, thành thử gợi vài ba tháng ấy, nó thấy cái gì đó, thành thử gợi hoài bắt buộc phải đi làm vậy. Rồi như tôi, thậm chí như tôi, gia đình tôi có, vợ con có ở dòng sáng dương ấy, chúng tôi đây, đó, nhà cửa có, thì tôi vô đây để coi phụng sự đây thôi. Cái ngày lễ mà để cúng ông thẻ số 4 hàng năm là ngày mấy vậy ông? 26 tháng 8. Dạ, 26 tháng 8 là cúng dinh thẻ số 4. Từ ngày tức cái dinh thờ đầu tiên. Dạ. Hồi đó thì có khi ở ngoài vô anh em vô 4-5 người, còn không kẹt công chuyện thì đi lễ Nguyễn thì điện anh trưởng ban này sẽ ông. Dạ. Nhà ông mình là chạy được. Dạ. Ông qua đây ông cúng, năm nào phải cúng thờ. Dạ. Thường niên. Tại vì ngủ thấy là mấy ông thấy kêu. Dạ. Lấy cái ngày đó cúng lại thường niên gì thôi. Dạ. Chứ không biết là mình cái ngày cấm ông thẻ ngày. Dạ. Gì mình không biết. Thì cái gì cũng vậy, khi mà giữ một thánh tích của các chư vị ngày trước thì dĩ nhiên là mình cũng có một trọng trách. Thì hôm nay con cảm ơn ông đã chia sẻ cho tụi con biết về những cái câu chuyện này, và cũng chúc cho ông luôn có nhiều sức khỏe cùng với các chú bác kế bên. Là những người đồng hành cùng nhau để chung tay góp sức để cùng xây dựng cũng như là bảo vệ những thánh tích mà Đức Phật thầy Tây An ngày trước đã để lại. Muốn thành công một việc khó cần phải có thời gian chờ đợi. Chờ đợi không có nghĩa là ấp ủ việc ác trù rủ người khác, mà là chờ điều phước thiện để chúng ta có được ngôi thờ cho quan thẻ thứ tư. Trong sâu thẳm tâm hồn của người tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo,
thì chỉ cần đến với dòng cát để chiêm ngưỡng dấu tích lịch sử, hâm nóng sự thật về tín ngưỡng để lo tu là được. Còn ước mơ có một ngôi chùa cũng như Vĩnh Điều giờ đây thuộc về tỉnh nào không còn quá quan trọng về ý nghĩa. Trải qua nhiều biến cố cất rồi dở, vì có nhiều người cho rằng đây là mê tín dị đoan, vì không biết có quan thể hay không mà đã lập nên dinh thờ tự. Và suốt gần 19 năm, từ năm 1997 đến năm 2015, trải qua nhiều lần biến cố như vậy thì dinh quan thể đã được xây cất khang trang cho đến ngày hôm nay. Trong dinh thể còn có lưu lại một số kỷ vật như là một thanh kiếm, một khúc gỗ có hình con trâu hoặc là những đồng bạc cắt xưa. Và những kỷ vật này đều được mọi người dân nhặt được ở gần quan thể ngày trước. Trải qua bao thăng trầm, dinh quan thể số 4 cuối cùng cũng lộ diện, âu cũng là do thiên cơ đà sắp đặt. Đức Huynh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã cho biết: gẫm vinh nhục sinh trong thế hệ tuần xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xoay trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Tháng 8 năm Bính Thân 2016, dinh bắt đầu được xây cất bằng tường gạch kiên cố, không còn che tạm bợ như trước. Các ngôi thờ tự được đặt lên vị trí trang nghiêm, cùng với đó là cần lưu giữ một số kỷ vật của Bá Tánh Thập Phương nhặt được ở gần dinh quan thể. Và đây là những kỷ vật mà được người dân nhặt được xung quanh quan thể ngày trước. Bên đây là một thanh kiếm và những đồng bạc cắt, đây là khúc gỗ hình con trâu. Dựa theo bản chú dẫn chi tích địa danh năm quan thể của hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương thì còn một quan thể nữa ở trung tâm, gọi là Trung Ương Quỳnh Đế. Ngoài bốn quan thể ở xung quanh thì còn một quan thể ở trung tâm gọi là Trung Ương Quỳnh Đế. Tương truyền rằng cũng ở trên Thiên Cẩm Sơn này, nhưng chưa xác định được vị trí rõ ràng. Căn cứ quyển Thất Sơn Mầu Nhiệm của hai ngòi viết cự phách trên văn đàn Phật Giáo Hòa Hảo là ông Dực Sĩ và Nguyễn Văn Hậu, thì khi xưa Mạc Cửu là người Tàu sang nước ta sinh sống. Ấy là những tướng binh của nhà Minh bại trận với nhà Thanh, sang xin vua ta cho một ít đất vung thân. Nhưng họ Mạc này rất giỏi về địa lý, đón biết được Thất Sơn là vùng đất địa linh, về sau sẽ xuất hiện nhiều nhân kiệt, nên đã trù yếm cho đất không còn linh và nhân không còn kiệt. Thiên Cẩm Sơn hay còn gọi là núi Ông Cấm là một ngọn núi linh thiêng hùng vĩ, một trong những ngọn núi của vùng Thất Sơn mà đối với người dân miền Tây Nam Bộ thì hầu như không còn xa lạ. Từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, không ai phủ nhận được rằng phần ưu thắng cũng như là địa hiểm của núi non trong việc điều binh khiển tướng. Khi xưa, vua Lý Thái Tổ, vị anh hùng áo vải của Lam Sơn, nhiều lần kháng chiến với quân Minh, ông cũng đã lui về núi Chí Linh để cô ẩn. Hay là vua Gia Long Nguyễn Ánh, trong nhiều lần đối đầu với nhà Tây Sơn, ông cũng đã nhiều lần trở về vùng Thất Sơn để trốn ẩn. Biết được giả tâm đó nên Đức Phật Thầy Tây An đã lập trận đồ phá yếm bằng cách chọn loại danh mộc là cây lào táo làm thẻ và sai Đức Cố Quảng đem đi cắm ra bốn hướng. Nhờ cách làm phép hóa giải đó của Đức Phật tại Tây An
mà yếm không còn tác dụng độc hại. Nhìn lại lịch sử, chúng ta nhận thấy rằng các anh hùng dân tộc, các đấng siêu nhân hay những nhà thi sĩ đều bị chi phối ít nhiều bởi núi non sông nước. Bởi vì chính núi non đã hun đúc cho con người có thêm ý chí và làm cho tâm tư của con người lại trở nên thượng đỉnh, biết được tầm quan trọng của Thiên Cẩm Sơn. Người Tàu sợ rằng nước Nam Việt sau này có Long Nguyệt sẽ phát sinh Thánh Chúa, hay sẽ có nhiều nhân tài, nên sau khi cuộc Nam Tiến hoàn thành, người Tàu đã trấn những lá yếm ở đây. Mà khi xưa, Đức Phật Thầy Tây An có câu: đi đâu cho khó nhiều đàn, kề non bửu tự nọ ngàn ma ha, kiến nào kiến chẳng có hoa, non nào non chẳng có tòa thiên. Hoặc Đức Thầy cũng có câu: rừng lâm cây đã thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát đài. Hay là lầu đài núi cấm lộ nay mai. Vùng Thất Sơn vẫn là nơi linh thiêng, tiếp tục xuất hiện nhiều đấng cứu thế. Sau Đức Phật Thầy Tây An có Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, ông Sư Vải Bán Khoai và Đức Huỳnh Giáo Chủ là những kiệt nhân tài cao đức trọng, thương dân cứu nước, dẫn dắt quần sanh tầm cầu chân lý. Bốn quan thẻ mà chúng ta vừa điểm qua như bốn tướng giữ thành Đông Tây Nam Bắc để trấn giữ trung ương Quỳnh Đế ở trung tâm. Vì sau này vùng Thất Sơn sẽ xuất hiện các ngọc lầu đài mà Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã cho biết: trên năm non rồng phục tốt tươi, miền bảy núi mà sâu bảo quý. Rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát đài. Hoặc là Thất Sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhịp màu của ta. Quanh vùng Thất Sơn có nhiều di tích lịch sử với những truyện xưa tích cũ, và đây cũng là điểm tham quan hành hương bậc nhất miền Tây nước Việt. Người có lòng tín ngưỡng được ơn trên gia hộ tốt cho bản thân và gia đình, họ rất tin tưởng ở miền đất linh thiêng này có thể chạy rỡ những rắc rối trong cuộc sống như nghèo khó, bệnh tật. Bốn quan thẻ, ngoài nhiệm vụ vô hiệu hóa bùa yếm của người Tàu đối với đất nước ta, mà bốn ông đây còn chuyển hóa phù sa cho đất đai thêm màu mỡ, trồng trọt được thuận lợi, trúng mùa, đời sống của nhân dân trong vùng ổn định, tinh thần chan chứa tình đồng bào và nhân loại các miền, nhất là miền Trung, nơi có đồng bằng ít, đồi núi nhiều, mỗi năm phải chịu nhiều trận bão dữ, tàn phá nhà cửa, hoa màu, kể cả là ảnh hưởng đến sinh mạng của nhiều người. Nhân dân miền Tây sông nước hiền lành, chất phác, lại được sự giáo hóa của Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo về đạo đức, nhân nghĩa. Thấy ai khổ thì thương. Nước Việt Nam có ba miền Nam, Trung, Bắc. Riêng miền Nam được thiên nhiên ưu đãi về trồng trọt, nông nghiệp, làm vụ lúa cho ba miền. Nhân dân trong vùng sống rất thảnh thơi về ăn ở, nên Đức Huỳnh Giáo Chủ dặn người trong vụ lúa không chỉ lo cho riêng mình mà còn phải cứu giúp cho hai miền còn lại. Hỡi đồng bào, hỡi đồng bào, thần chết đã tràn vào Trung Bắc, ngày lại ngày siết chặt giống nồi. Lật qua các báo mà coi, thấy con số chết xem mọi kinh nguy. Miền Nam có được như ngày hôm nay là nhờ có sự bảo an của bốn quan thẻ, bốn vị thiên tướng giữ mức sống ổn định từ vật chất đến tinh thần. Nay chúng con có dịp đi cúng bái di tích bốn quan thẻ của hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương như để tỏ lòng biết ơn của người ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đầu giếng.
Kính thưa quý ông bà cô bác, khép lại cuộc hành trình đi thăm viếng các thánh tích của các quan thể của Đức Phật Thầy Tây An. Dù các quan thể đã cách chúng ta hơn một thế kỷ, song với tinh thần một đời một đạo đến ngày chung thân, qua bao nhiêu thế hệ người tín đồ không muốn các thánh tích ấy lại chìm sâu vào vòng lãng quên của lịch sử, bởi vì bổn phận của chúng ta là phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ được minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Chính vì vậy mà thời gian qua, các chú các bác trong đạo đã rất kỳ công để xây dựng cũng như trùng tu lại các thánh tích, trong đó có bốn quan thẻ và các ngôi bổ tự. Cuối lời, con xin chân thành cảm ơn và cầu chúc cho toàn thể quý ông bà cô bác luôn có nhiều sức khỏe, đạo tâm khai mở, dũng mãnh tu hành để làm tấm gương cho hậu tấn noi theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.